chào mọi người. Hôm nay Dân dắt mấy đứa nhỏ đi ra ngoài, tại nghỉ pha căng của tụi nó đó mọi người. Dắt tụi nó ra ngoài ba chơi với lại cháu của Dân. Chiều nay Dân cũng đi làm nữa, nhưng mà tranh thủ cái buổi trưa về thì Dân dắt tụi nó đi. Rồi ngày mai được nghỉ rồi, thì có muốn đi đâu thì đi. Rồi sẽ quay phim lại cho mọi người xem nữa nha. Rồi bây giờ Dân tới ngoài ba rồi, giờ dắt nó đi ra ngoài biển đó, mọi người. Đi ra biển cho nó gặp Ethan á, gặp Tata nó với lại Ethan, là cho nó chơi đi bơi đi. Quê quê. Chị chạy cái đó rành, chạy là phải nhìn đằng trước á, chứ nhìn lại sao là chừng con té bây giờ đó. Đi đi, tao tao ngoài đó đi, đi đi đi. Coi hai dì cháu nó. Đó. Đó coi ổng kìa, ổng nhỏ xíu mà ổng nhoi như giò vậy đó, ổng chạy tùm lum hết à. Đó giờ bắt đầu chạy qua bên đây rồi đó. Rồi cái bắt đầu là kìa, bắt đầu là hả ba gai á, người ta xây cái sa tô cái lại hứng cái thau nước là chế phá đó. Nè, quay cho bà ngoại của nó bên Việt Nam thấy nè, thấy Ethan không chị Đào ơi? Đó, bắt đầu phá đó, người ta xảy ra tô cái hứng nước lại. Thằng con của mày nó cũng dễ thương quá ha. Người ta xây sa tô cái nó lại, cái nó lấy thau nước nó phá hết à. Tội nghiệp quá vậy. Giờ người dính cát không ai cho vô đây thì ra ngoài nó ngồi mình ơn ăn vậy đó. Thích thương quá vậy. Hả? Ê! Ô! Ê ta ơi! Nói có hiểu không vậy? Còn anh thấy ghét không? Thì anh biết biết ý, biết tứ thì vô lấy cái bánh cái chạy đi ra ngoài đó rồi. Nó chơi cái trò gì mà nó la dữ vậy? Mà chết rồi mày làm gì vậy? Mày chết mày la dữ vậy? La quá nghỉ chơi đi. Chơi gì đâu mà la quá. Hơn đó. Khùng gì đâu á. Đâu đâu đưa mẹ chơi coi. Cho mẹ chơi với. Người Dân đi làm xong rồi, giờ bây giờ Dân ghé nhà của họ chị em để mà chuẩn bị ăn nhậu đây. Bây giờ dắt theo mấy đứa nhỏ nữa. Nô chở tới, tại vì sợ hồi có uống rượu cái nó đo chạy về cái ổng nói là lỡ xui xui gặp police nó đo nồng độ cồn nó là bị phạt đó mọi người, nên thành ra là mình cũng sợ nên thôi để cho ổng chở đi chút nó ổng rước. Chị Thơ bả nấu nguyên một cái nồi bún bò đã chưa nè, khổng lồ luôn, siêu to khổng lồ luôn. Nó chắc chị gọi. Quá trời đã. Trời ơi, nấu nguyên cái nồi đã quá quệ. Cái này hầm cái nước lèo này chắc nó ngọt dữ lắm luôn. Ừ, quá trời luôn. Ôi, cho nồi. Chị ăn bao nhiêu bún chị lấy? À, thôi gì? Cũng được, đúng rồi. À, tao nói gì? À, tao. Con tôi đi bên chiếc, tôi đi xe của mầm các xe. Thôi là ai chung tình được mãi, ai chung tình được mãi karaoke tông nữ thấp. Nè, ta kiếm cái tầm khó.
Bonjour. Bonjour. Bâton. Bâton. Xavier. Xavier. Merci. Merci. Merci, ça. Merci de mes chocolats. Ouais. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Xavier. Ouais. Rồi. Rồi, Machida nó giỏi nè. Nó viết cái tên nó. Sẽ bia. Trời ơi. Mà viết phải gò chữ lại. Trời ơi. Rồi viết ra đây, viết ra cái trống này cho mẹ nữa đi. Chữ Machida viết phải ngay hàng thẳng lối. Rồi. Giờ bắt đầu làm biến viết chữ như cái tô vậy thiệt á. Mà chết hồi xưa ha, cũng vậy đó, viết chữ như cái tô vậy. Giờ lớn á, thì viết nhỏ lại, mà viết chữ xấu. Trời ơi, mày viết chữ có ông ngoại mày luôn á mà chết. Ông ngoại mày bác sĩ viết chữ tao đọc không được luôn á. Đúng là chữ bác sĩ á. Chiên khoai đó. Viết rồi gò chữ rồi lại cho nó đẹp. Viết gì mà chữ xấu con. Đó, giỏi rồi, giờ mình qua trang nha. Viết chữ nhỏ nhỏ lại, viết gì đâu mà chữ như cái đứa nào đứa nấy viết rồi nhắn cái cuốn tập lắng vào bên cái trang bên đây luôn. Mẹ ăn chưa? Chưa rồi, viết cái tên cho mẹ đi. Con viết cái chữ Machida cho mẹ. Viết cái tên của con á. Viết đừng có nhắn cái viết quá vừa vừa thôi, nhẹ nhàng thôi. Machida, Machida, Machida. Viết chữ Machida chứ MT là sao? Bỏ đi, thôi giờ lỡ rồi, xuống đây, xuống đây. Machida. Sao nãy bên kia viết đúng rồi, cái quan đây viết gì kỳ vậy con? Rồi thôi bỏ đi, quan đây nè. Rồi no. Quan đây viết lại. Làm biến rồi. Thôi bây giờ đọc bảng chữ cái đi Machida ơi. Rồi đi nè, đọc nè. Đọc cho mẹ. Bi. Cái này là gì? Bi. Bắt đầu ca chớn rồi. Đầu tiên là chữ gì? Bi. A. Bi. Trời ơi thiệt á. A B. Bi. 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 Machida ơi, giờ đọc bảng chữ cái rồi mới được đi ăn cơm chứ không thôi là ngồi đây hoài á. Đừng quạch lên này, đừng quạch lên. Cái sách đừng quạch lên. Đừng quạch lên, mẹ nói đừng quạch lên. Machida lì quá.